Bây giờ là 7 giờ sáng và chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đọc báo buổi sáng. Ở trong cuộc sống hiện đại thì chị Hồng Quyên và các bạn khán giả cũng có thể thấy là có rất là nhiều những cái hệ lụy khác nhau. Và trên những trang báo sáng nay thì cũng có rất là nhiều bài viết dành phân tích về những cái hệ lụy của cuộc sống hiện đại. Ví dụ như là sự xâm chiếm của mạng xã hội rồi truyền thông số. Ai cũng mong muốn mình trở thành một YouTuber, một TikToker hoặc là ngay cả cách nuôi dạy con trong thời đại hiện đại cũng có rất nhiều người lo lắng bởi vì là thực phẩm chức năng cũng bão tràn về rất là nhiều. Mà quay trở lại cùng với đời sống thị dân thì giá cả leo thang, cho nên câu chuyện về giá cả và phí các thứ cũng là một trong những câu chuyện mà được báo chí đăng tải rất nhiều. Cái gì tăng cũng khiến cho người ta hoảng loạn đúng không ạ? Và khổ nhất là tăng viện phí. Thưa quý vị, trên báo Tuổi Trẻ ở trang 2 và trang 3 có một bài viết đáng chú ý với nhan đề là tăng viện phí nhưng mà không cào bằng. Với viện phí thì chưa được tính đúng và tính đủ. Các bệnh viện đã gặp rất là nhiều khó khăn trong việc làm sao để có thể chi trả được tiền lương rồi duy trì hoạt động của bệnh viện như thế nào. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, việc tăng viện phí cũng không nên cào bằng ở tất cả những bệnh viện. Và để có thể đảm bảo được việc chi trả của quỹ bảo hiểm y tế khi viện phí tăng, theo như các chuyên gia, chắc chắn là sẽ phải tăng mức đóng bảo hiểm y tế. Điều này thì không chỉ ảnh hưởng tới ngân sách của nhà nước, chi phí của doanh nghiệp mà cả người lao động vì phải tăng mức đóng bảo hiểm y tế. Do đó mà việc cân nhắc mức tăng viện phí cho phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh cũng cần phải được cân nhắc thật là kỹ. Dự luật khám chữa bệnh sửa đổi cũng dành riêng một phần đáng để nói về viện phí. Bộ Y tế cũng đang tích cực khảo sát để có thể sớm có cơ sở làm sao tính được giá dịch vụ mới, giá mới làm sao mà có thể bù đắp được chi phí để bệnh viện đỡ kêu bệnh viện tự chủ nhưng mà viện phí thì lại thu một phần, nhưng cũng phải đảm bảo để đỡ gánh nặng cho người nghèo, người cận nghèo từ các quỹ bảo hiểm y tế. Chúng ta thấy tăng viện phí làm đau khổ hầu bao, còn nếu mà ở đường xá mà chúng ta tăng thu phí ô tô thì có lẽ những cái người đậu xe ô tô cũng khổ nhiều lắm. Dạ đúng rồi đó chị, tăng phí gì cũng khổ hết bởi vì là hầu bao thì đã hạn hẹp rồi. Dạ. Cũng là một câu chuyện về phí, đó là câu chuyện về thu phí ô tô đậu dưới lòng đường, lỗ hay thất thoát là một dấu hỏi rất lớn được đặt ra trong loạt bài điều tra về vấn đề này trên báo Thanh Niên số ngày mùng 8, mùng 9 và mùng 10 tháng 8. Và phóng viên của báo Thanh Niên cũng đã có cuộc trao đổi với cơ quan chức năng xung quanh vấn đề này, đặc biệt liên quan đến các giải pháp ngăn chặn thất thoát tiền thu phí ô tô. Bài viết này đưa ra ý kiến của ông Ngô Hải Đường, trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Ông cho biết hiện đơn vị đã có văn bản đề nghị công ty Thanh Niên Xung Phong chấn chỉnh những bất cập liên quan đến công tác thu phí ô tô mà báo Thanh Niên phản ánh. Ông khẳng định việc thu tiền tươi là hoàn toàn sai, không đúng với chủ trương của thành phố. Nhiệm vụ của người phụ trách tại tuyến đường thu phí là chỉ hướng dẫn tài xế sử dụng app để thực hiện việc thanh toán. Sở sẽ làm văn bản đề nghị đối với công ty Thanh Niên Xung Phong để chấn chỉnh, xử lý nghiêm những nhân viên có hành vi thu tiền tươi. Và theo ông Đường, hiện sở đang tìm các phương án để nhằm áp dụng công nghệ trong công tác thu phí. Có như vậy mới tránh thất thoát, và đặc biệt phương án đấu thầu các tuyến dừng đổ xe cũng đang được sở nghiên cứu và tìm hiểu. Ở một bức tranh khác cũng liên quan đến phí thì những cái câu chuyện liên quan đến giá cước vận tải trong cái thời gian mà tất cả mọi thứ đều gia tăng như thế này cũng là một trong những vấn đề mà nhiều người dân quan tâm. Và đặc biệt là chủ các doanh nghiệp vận tải thì cũng đau đầu và sốt vó lên bởi vì không biết là phải điều chỉnh giá như thế nào. Yeah. Mà ngộ ghê, giá xăng thì giảm nhưng mọi thứ vẫn cứ leo thang. Đây là một trong những câu chuyện mà chia sẻ trên báo Đại Đoàn Kết trang 14, giá cước vận tải nghe ngóng nhưng mà chưa có chịu giảm. Từ kỳ điều hành ngày 1 tháng 8 vừa qua thì xăng dầu liên tiếp giảm sâu 4 lần chỉ trong vòng hơn 1 tháng. Ngày 3 tháng 8, Bộ Tài chính đã yêu cầu quản lý chặt giá cả mặt hàng thiết yếu và giá cước vận tải sau khi giá xăng dầu đã hạ rất sâu sau nhiều đợt điều chỉnh. Thế nhưng mà cho tới nay thì giá cước vận tải vẫn cứ neo cao, chây ì không chịu giảm. Ông Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vụ Vận tải Bộ Giao thông Vận tải cho biết có 3 yếu tố có thể tác động tới vấn đề này. Thứ nhất là có nhiều yếu tố để hình thành nên giá thành vận tải hay là giá thành dịch vụ nói chung. Vì vậy mà khi có một yếu tố biến động thì đơn vị kinh doanh mất thời gian tính toán lại chi phí. Thứ hai là các đơn vị cũng phải nghe ngóng các yếu tố khác như là tâm lý khách hàng, động thái của đối thủ cạnh tranh. Và thứ ba là với đơn vị vận tải đường bộ, chẳng hạn như taxi, sẽ phải thực hiện kê khai giá với Sở Giao thông Vận tải của các tỉnh, rồi sau đó điều chỉnh đồng hồ tính tiền, in lại tờ niêm yết giá. Doanh nghiệp vận tải khách liên tỉnh thì cũng không thể điều chỉnh ngay giá, bởi vì thủ tục xét duyệt rất phức tạp, in lại vé, đổi vé cũ cũng gây tốn kém. Song cần nhắc lại là xăng dầu chiếm tới 30 và 40% chi phí cấu thành đã giảm sâu, nhưng mà các đơn vị vận tải chưa kịp giảm hoặc là giảm chậm là không đúng. Có thể thấy cuộc sống hiện đại vẫn còn khó khăn với rất nhiều những nỗi lo. Và bên cạnh những nỗi lo về cơm áo gạo tiền thì nỗi lo làm sao để có thể nuôi dạy con, giáo dục con một cách tốt nhất cũng là một trong những vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm. Ngày xưa thì chúng ta chỉ cần ăn no thôi, bây giờ thì ăn ngon và thêm nhiều thực phẩm chức năng nữa. Và các bậc phụ huynh thì sau mấy năm Covid-19 thì cũng thấy là cần phải bù đắp cho con mình bởi vì tránh những thiếu những cái giao tiếp xã hội. Cho nên là dành những thứ tốt nhất cho con, và không ít bậc phụ huynh đã chấp nhận chi một số tiền lớn để bổ sung cho con các loại thực phẩm chức năng. Thực phẩm cao có thể kể đến như là yến xào, nhân sâm, đông trùng hạ thảo.
não. Và tờ Tuổi Trẻ đã đưa ra cảnh báo về tình trạng lạm dụng thực phẩm chức năng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. Hãy cùng chúng tôi trích đọc ngay sau đây. Bài viết này trích dẫn ý kiến của các chuyên gia y tế và cho rằng thực phẩm chức năng không phải là thuốc. Hiện nay dưới sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nhiều loại thực phẩm chức năng ra đời để chạy theo nhu cầu của người dân. Và chính vì vậy, nhiều sản phẩm có chứa các chất nguy hại, nhưng vì lợi nhuận lại bán bất chấp sức khỏe của người mua. Và hơn nữa, giá cả của các thực phẩm này lại muôn hình vạn trạng. Lượng dinh dưỡng có trong thực phẩm chiếm một lượng rất nhỏ. Vì thực phẩm chức năng không cần kê đơn, nên việc phụ huynh tự ý mua cho con trẻ về uống bổ sung là không sai. Tuy nhiên, nếu lạm dụng thực phẩm chức năng quá nhiều, có thể dẫn đến những nguy hại cho trẻ. Nếu trẻ quá lạm dụng thực phẩm chức năng, uống nhiều quá sẽ dẫn đến dư thừa, không có tác dụng tốt, có thể dẫn đến trẻ bị ngộ độc, dị ứng, suy gan, suy thận. Do đó, nếu có sử dụng, các bậc phụ huynh phải có hướng dẫn của các bác sĩ. Và nếu chúng ta có thể thấy là sử dụng thực phẩm chức năng quá tốt, quá nhiều thì cũng không tốt cho trẻ. Nếu mà sử dụng những cái thiết bị số quá nhiều cũng không tốt. Nhiều bạn bây giờ sẽ bị ảnh hưởng và mong muốn lớn lên trở thành YouTuber, TikToker. Tôi gặp rất nhiều bạn mới học cấp 1, cấp 2 thôi. Hỏi ước mơ của em là gì? Em muốn làm TikToker và YouTuber. Nghe cũng hay nhưng mà không biết đằng sau đó sẽ là những bước gì để chuẩn bị mới là câu chuyện quan trọng dành cho phụ huynh. Chăm thân thể bằng thực phẩm tốt là điều tốt, nhưng mà nếu bỏ đi cái yếu tố tâm trí thì là một trong những điều mà khiến cho sức khỏe của chúng ta không thể cân bằng. Và nỗi ám ảnh về TikToker và YouTuber khiến cho các bậc phụ huynh và đặc biệt các em nhỏ cũng đau đầu dữ lắm. Đây là câu chuyện được chia sẻ trên báo Pháp Luật Việt Nam trang 13. Với một cái chiếc điện thoại như bây giờ, với tính năng có thể ghi hình tốt, chụp ảnh với chất lượng cao, một số TikToker và YouTuber lùng sục ở khắp nơi để có làm sao có thể tự ý quay những cái video đưa hình ảnh của người khác lên mạng nhằm tính chất là câu view. Những cái người này thực sự đã trở thành những cái nỗi ám ảnh của nhiều nhãn hàng, thương hiệu, thậm chí là cả cộng đồng sống xung quanh nữa. Giờ đây thì TikTok đã trả tiền nhằm khuyến khích người dùng sáng tạo nội dung trên nền tảng này. Một cái đặc tính đáng ngại của TikTok là những cái clip càng có nội dung nhảm nhí, vô nghĩa, chiêu trò thì lại càng có lượt xem đông. Chính vì điều này mà nhiều TikToker đã tìm mọi cách để có những clip mới và nhảm câu view. Khi mà ý tưởng họ tìm đến những người dân, người kinh doanh, người đi đường để biến họ trở thành diễn viên bất đắc dĩ trong clip của mình. Hành vi của các cá nhân này không những là khiếm nhã ảnh hưởng tới sinh hoạt kinh doanh của người dân mà còn gây tổn thương về tinh thần cho nhiều nạn nhân. Nhưng một cái thực tế là cho tới nay rất ít nạn nhân lên tiếng phản ánh rằng hay là làm đến cùng khi mà bị các TikToker, YouTuber xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Một số người mặc dù bực dọc phẫn nộ nhưng thì tặc lưỡi cho qua và để nhằm tránh phiền phức cho mình. Khi đó các cơ quan quản lý nhà nước dường như vẫn ngó lơ, chưa xử lý mạnh tay với đội ngũ TikToker và YouTuber này.